đủ hết đấy. Và con cũng ước nguyện cho mọi người thành A Di Đà Phật. Con cũng nói với nhiều người mà không tin có A Di Đà Phật đấy, con phát nguyện tu thành A Di Đà Phật để cho mọi người có A Di Đà Phật, chứ không phải là không có. Xin chào quý ông bà cô chú và anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, trở lại kênh của Biển Xanh nha. Hôm nay thì Biển Xanh cũng có một chút xíu để chia sẻ về câu chuyện của sư thầy Thích Minh Tuệ, và Biển Xanh cũng có một cái nho nhỏ video để gửi đến cho quý vị, video mới nhất của sư thầy Thích Minh Tuệ. Xin quý vị hãy coi hết cái video và quý vị sẽ hiểu được rằng là sư thầy Thích Minh Tuệ đang có lời lẽ gì đến với Phật tử và đến với những người nào mà đã cho rằng là thí dụ như là tiểu đường cô là cái bà già mà gọi rằng là bà già mất nết đó quý vị. Cứ đứng lên la làng như là bị mất tiền ai giật tiền hụi của bà vậy đó. Bà cứ nói rằng là phải đem sư thầy Thích Minh Tuệ lên chùa đồ này kia. Thì hôm nay thì sư thầy Thích Minh Tuệ cũng đã trả lời thẳng thắn là thầy không có nhận chùa nha, và thầy cũng không có nhận đệ tử. Và khi mà cái video này bỏ lên thì quý vị cũng nhìn thấy được là sư thầy Thích Minh Tuệ đã băng rừng lội suối để đi để mà trốn tránh các anh em làm YouTube và trốn tránh Phật tử thiệt. Có đôi khi thấy rất là tội thương cho thầy lắm quý vị. Cho nên Biển Xanh rất là nhiều lần, 5 lần 7 lượt và khuyên nhủ với các anh em làm YouTube và các Phật tử rất là nhiều. Nếu mà quý vị yêu thương thầy thì một cái mà quý vị tôn trọng những cái hành động, những cái bước đi của thầy, thì đó là một cái mà quý vị yêu thương thầy. Còn quý vị yêu thương thầy, quý vị trọng thầy, mến thầy, mà bây giờ thầy đi đâu quý vị cũng nhào cũng đi kiếm cho bằng được. Riết rồi bây giờ quý vị thấy nè, em bỏ cái video này lên mà quý vị không rớt nước mắt nữa thôi á. Thầy đến nỗi mà bây giờ thầy đi hả, thì băng suối băng rừng vậy, quý vị thấy như vậy quý vị có vui không, quý vị có đau lòng không quý vị? Chứ còn những cái hình ảnh như vậy để lên cho Biển Xanh, Biển Xanh cảm thấy rất là đau lòng đến với sư thầy Thích Minh Tuệ. Quý vị ơi, quý vị ơi, tỉnh lại đi. Đồng ý là chúng ta yêu thương thầy, nhưng chúng ta đừng có tấn công thầy quá, rồi một ngày nào đó sẽ không còn gặp thầy nữa. Vì thầy trốn hết cái con đường này, trốn tới con đường kia, trốn hết tùm lum hết, mà cuối cùng thầy cũng không có trốn được với Phật tử và trốn được với tất cả các anh em YouTube. Đã đi đến đây rồi nè, trốn đến suối rồi đó, mà vẫn còn bị quay phim nè quý vị. Nhìn nè, nhìn coi có thấy đứt ruột không, rồi coi coi sư thầy Thích Minh Tuệ nói gì nha. Xin mời cả nhà. Hay nhận chùa hay là cái gì, bất kỳ dưới mọi hình thức nào cả. Con chỉ có sống đời sống ba y vậy đó. Những người mà theo lời Phật dạy từ thầy truyền đạt lại thì video họ muốn học từ đâu, hầu duyên nào? Hầu duyên thì chia sẻ giống như anh vậy đấy. Hầu duyên ở đâu nói đó cho con, không có nhận chùa với thế. Nhưng mà hữu duyên này thì thật sự rất là ít, con không cần quan tâm biết lan tỏa hay không lan tỏa. Cái lan tỏa đấy là phước báo của Như Lai rồi, không cần phải mình nữa. Ai hữu duyên với mình thì mình chia sẻ, không hữu duyên mình thì thôi, mình cũng không cần mong cầu điều đấy. Tại vì phước báo của Như Lai là không có ai cản được, không ai dập tắt được của nó, không ai làm lu mờ đi được. Mình không phải lo cái chuyện là chuyện rồi, phước báo của Ngài được, của Như Lai. Đó, quý vị thấy không? Đi mà lội suối, lội đi trên đá, trên ấy như vậy. Để làm chi? Để trốn Phật tử. Chứ bây giờ mà bước ra đường thì đông quá đi. Rồi đã vậy đó, trốn ở dưới vậy mà cũng còn bị quay phim. Mà nói đúng ra cũng nhờ có mấy cái quay phim đó cho nên Biển Xanh mới có để gửi đến cho quý vị. Nói thật, cái nào nói chúng cũng cảm ơn những anh em nào quay như vậy. Nhưng mà ví dụ như mình quay á, mình tâm sự chia sẻ với thầy, nhưng mà đừng có kéo đông quá, tội cho thầy. Rồi thầy trốn, thầy tìm đường khác thầy trốn nữa, thì tới chừng đó thì chúng ta không có biết được thầy ở nơi nào. Mấy anh mấy chị ơi, làm ơn đi. Rồi Phật tử cũng vậy, yêu thương thầy thì để trong lòng, cầu nguyện cho thầy, để cho thầy có được một cái đường tu hành riêng biệt của thầy đi. Chứ còn bây giờ mà hỏi quý vị gì chứ, quý vị cứ tấn công, gặp thầy ở đâu quý vị xua xua tháo tháo đến, như vậy thì cũng tội cho thầy, phải không? Rồi sẵn đây thì Biển Xanh cũng muốn chia sẻ cho quý vị mình biết một chút xíu về cái câu chuyện mà hai sư thầy mà bị mà cái tên mà khốn nạn ở ngoài chợ nó đánh hai sư thầy đó quý vị biết không? Đó, thì bây giờ á, tìm hiểu ra quý vị, hai sư thầy đó rất là thương, rất là tội. Khi mà Biển Xanh coi cái video đó, Biển Xanh lại rớt nước mắt. Lý do gì?
Biển Xanh là một kẻ mà gọi rằng là mồ côi bụi đời. Mà ngày xưa thì chùa chiền thì nghèo khổ lắm quý vị, không có tiền để cho sư thầy ăn nữa kìa, có đâu mà sư thầy phải nuôi. Mà ngày hôm nay thì cũng được một cái rằng là Phật tử cũng có được đầy đủ cái ấm no, và Phật tử cũng có được một chút tình thương và một chút dư giả để mà cúng hiến đến với chùa. Thì cái vị sư này á, trong cái chùa nho nhỏ của hai vị sư mà bị cái tên khốn kiếp này mà đánh hai vị sư này ở ngoài chợ đó, quý vị còn nhớ hay không? Trong đó đó là hai vị sư này nuôi 20 trẻ em diện mồ côi mà vẫn cho đi học đàng hoàng quý vị. Nghe thầy kể thương lắm. Mình thấy, mình cảm nghĩ rằng thầy đi ra, thầy đi tìm những cái đồng tiền của Phật tử cho, hoặc những cái đồ ăn gì đó, rồi thầy ôm về để mà nuôi 20 đứa trẻ, thì lại bị một cái tên là gọi rằng là, chúng ta cho rằng là một cái thằng mất dạy, nó đè nó đánh thầy. Thì quý vị thấy, thầy khóc, thầy thương, thầy kể mà nghe không cầm được nước mắt quý vị. Để em mời quý vị cùng coi một cái video, rồi chúng ta cùng chia sẻ coi coi vị thầy tu này có đáng để cho chúng ta nên giúp hay là không. Có đôi khi á, Biển Xanh cũng có nói rằng mình thật sự không biết có nên đi chùa nữa hay không. Nhưng ở đây á, chùa rất là nhiều, chùa bự, chùa rộng, chùa sang, chùa có tiền, gọi là chùa nhà giàu. Còn như hai sư thầy này nuôi 20 đứa trẻ, quý vị ơi, có ngày á, không có đồ ăn, sư thầy phải ra ngoài quán ngoài kia mua thiếu để về nuôi 20 đứa trẻ quý vị. Rồi cũng có anh chị em vào đây quay cái YouTube này, cho nên Biển Xanh cũng xin phép cho Biển Xanh mượn một chút xíu video để chia sẻ với cộng đồng mình cho rộng rãi. Để rồi thí dụ như Phật tử nào có cái tình thương đến với những cái chùa mà giàu sang phú quý, thì bây giờ những cái thứ mà quý vị đã đến với đó, thí dụ như những cái chùa mà của Thích Chân Teo rồi đó, thì coi như là của đi thay người đi quý vị, bỏ đi, đừng nghĩ tới nữa. Thì cái nghiệp thì họ cũng bắt đầu rồi đó quý vị, bắt đầu trả nghiệp rồi. Thì những ai mà đã nói động tới sư thầy Thích Minh Tuệ thì nói thật, lên bờ xuống ruộng hết. Tự nhiên cái kêu thầy Thích Minh Tuệ là ba trợn. Rồi từ cái câu nói đó mà chúng ta lôi hắn ra cho đến ngày hôm nay. Thì cái sự việc thấy không, chỉ có một câu là nói sư thầy Thích Minh Tuệ là ba trợn thôi, mà ngày hôm nay phải đổi hết cái tài sản, đổi hết những cái gì mà họ đã tu bao nhiêu năm. Quý vị thấy ghê chưa? Thì vậy á, thì chúng ta coi coi, chúng ta sẽ chờ coi coi những ai mà đã nói xấu sư thầy Thích Minh Tuệ rồi sẽ ra như thế nào nữa, chứ không phải là không, còn nhiều lắm. Còn cái con mụ mà gọi rằng là bà già mất nết nữa, tương lai bà cũng giữ tới nơi đây nè, chứ không có vừa đâu. Chúng ta chờ đợi coi rồi chúng ta sẽ hiểu. Còn bây giờ thì quý vị biết, chúng ta trở lại với cái video mà của hai sư thầy bị cái tên mà chó đẻ này nó đánh sư thầy nha. Rồi chúng ta nghe để rồi chúng ta thấm thía trong lòng. Chúng ta nghĩ coi chúng ta có nên bỏ một chút cái tâm đến với một cái miếu hay một cái chùa nho nhỏ này hay là không nha quý vị. Xin mời quý vị. Chỉ là 25 xin đắp cái y này, đây là bao nhiêu năm rồi. Xin nguyện sẽ ôm cái y này suốt cuộc đời, dù gian nan khổ sở cỡ nào, xin nguyện sẽ ôm cái y này xin sống suốt cuộc đời của sư. Mà tại sao hôm nay cái nạn này nó đến với sư? Sư đắc buồn trong hân tâm, không lẽ đừng tu mình đến đây nó đã đứt nhau, nghiệp mình nó đã tới hay sao?
cái chặng đường tôi muốn mình giữa cái chỗ mà trống gắn không có người ta thì làm sao. Dạ. Cho nên là sư sợ tôi mới lẻn đi trốn đi trong cái hẻm. Dạ. Lúc đó là sư thấy là cái gã đàn ông đó đi luôn hay có quay lại nữa không? Không sư coi như thế cũng mà đấng sư là sư giúp rồi. Dạ. Khi thanh thủ đặng sư tìm đường sư thoát nạn sư sợ là rồi kêu đồng bọn rồi này kia kia nọ rồi phối hợp quýnh sư sao rồi quan trái với sư nhiều đời nhiều kiếp sao cho nên thôi. Sư đáng từ tìm những đường để sư thoát thân. Yeah. Mà hồi đó giờ là sư đi khách thực ở khu vực chợ đó có khi nào mà gã đàn ông nó có tác động sư lần nào nữa không? Không, sư đã đi cái chợ đó nay 3 năm rồi. Ờ, vậy là đây là lần đầu tiên. Mà lần đầu tiên sư bị thôi. Chứ đâu phải là lâu lâu mà người tu hay thợ tu giả tu mà đi vô đó là gã thiên hạ này kia. Ừ. Thì coi như mấy chú cứ sát mình mấy cái chỗ chợ của sư. Ừ. À, thấy ông sư này cũng đi giờ nào điểm nào cũng có. Yeah. Dạ. Tháng 7 là có bắt đầu từ rằm ở tới cuối tháng đó có mật tử đi khắp rồi bình thường á không có ai đến á rồi lấy cái nguồn tịnh tài ở đâu mà thầy nuôi các chú. Mô Phật thì con biết là sư có bữa sư thiếu hụt sư ra quán mà tập quá Thánh Dung ngoài kia đó. Dạ. Ngoài đường ở trên nát cô ra con chạy dòm thấy dưới tay phải có cái quán tập quá Thánh Dung là sư mua thiếu đó. Mua thiếu về cho mấy bé ăn rồi như mà A Di Đà Phật mua đồ ăn đó thì sáng có khi á sư ra chợ đó xin mấy cái đồ người ta cho đó. Dạ. Mô Phật thì về ăn về chủ yếu là cho mấy bé lo mấy bé học thôi. Dạ. Và còn cái ăn uống thì cũng gọi là thô sơ thôi. Dạ. Để vậy đợt này xin sách vở. Bây giờ cái cô xuống bếp này cũng không biết là hủ vò với miếng cải. Ê mình đem đồ xuống kia mình chờ mình sơ chế lại cho sư đi cho cô ha. Xuống đây để đó mô Phật thì sư cũng bây giờ sư cô làm tối ngày chú mô Phật có mấy bé ngủ thì sư mới ngồi thiền mô Phật sư ngồi thiền ở trên cái gác đó, đó chú mô dạ mô Phật dạ sư cho hỏi là mấy bé ở trong cái tỉnh thất mình đó là mấy bé có được đi học không ha sư ha mô Phật ở đây là đi học hết là chú là Phật tới vô học là bé học hết mẫu giáo rồi lớp 1 cho tới lớp 4 đổi lại mô Phật là đều được nuôi dưỡng xong rồi cho đi học hết luôn đúng rồi sư nuôi mấy các bé đi học hết là chung là bé nào mà có khả năng học tới đâu thì sư cũng cố gắng cho học tới đó rồi mấy lớp trước sư cũng đào tạo mấy bé học hết lớp 12 á mô Phật ở trường Trần Hưng Đạo sư cũng có đào tạo được cái dài cho chú đệ tử học hết lớp 12 rồi ra đi học Phật học về tu chùa khác mà. Ở đây con thấy có một mình sư à, rồi tịnh tài đâu mà mình cho mấy bé đi học với lại sinh hoạt hàng ngày hả sư? Thật thì sư cũng có thưa với mấy chú là ở đây đó thì ở đời sống sư hàng ngày đó thì sư nói thật với chú đó, thì sư cũng có sao nói vậy. Dạ. Hiện năm 12 tháng thì ở đây đó, thì không có Phật tử địa phương, chỉ có Phật tử thập tự ở phương xa đó. Mà chỉ có vào từ cái rằm tháng 7 đổ tới cuối tháng đó thì Phật tử đi thập tự thì vé cúng quyết định đó. Tương trao gạo muối đó thì sư hốt máy để dành sống trong năm còn về tiền bé ăn học thì sư cũng hốt máy gom góp vậy đó trong tháng 7 đó rồi tiền điện tiền nước cũng vậy cũng dính dút cho cái thiện với chú á sư nghe thật rất là thương khi mà vào những cái video mà thấy thầy ngồi thầy khóc mà thầy than thầy kể quý vị thầy nghĩ rằng cái nghiệp thầy không còn nữa cái duyên chứ không phải là cái nghiệp. Cái duyên của thầy chắc đến đây là hết rồi. Thầy ơi, cái duyên của thầy vẫn còn. Mà nói thật, có đôi khi thầy bị như vậy, thì theo như biển xanh nghĩ, thì mình nói cái câu này ra thì nó hơi quá đáng. Chứ nói thật ra thì thầy cũng nên cảm ơn. Cảm ơn cái thằng mà khốn kiếp kia nó đánh thầy. Vì nhờ cái sự mà một cú đấm của nó đến với thầy. Mà nó phải đổi lại hết với những cái gì mà nó có ngày hôm nay. Và từ từ Phật tử và cộng đồng mạng và các anh em áo xanh sẽ đưa nó đi về đâu. Mà một cái cú đấm của thầy chịu đựng của nó. Và một cú đá của nó để mà đạp vào lưng của thầy. Thì thầy sẽ đổi lại với hết tất cả những gì mà thầy có được ngày hôm nay. Là thầy đổi lại với những cái trận đòn của nó mà thầy có được Phật tử ngày hôm nay. Cũng nhờ cái đó mà
chúng con chia sẻ lên rộng bự để cho Phật tử, để cho cộng đồng mạng biết được đến với Thầy. Thì thật sự coi như là cái nghiệp của mình ngày xưa thiếu nợ nó cũng như là Thầy nói vậy đi. Nhưng mà ngày hôm nay mình trả nghiệp cho nó. Nhưng mà có một cái may mắn của cái nghiệp kiếp trước mà nó dẫn đến cho cái nghiệp kiếp này, mà cũng nhờ một cú đá của nó mà Thầy được cộng đồng mạng biết tới. Thì cũng cảm ơn nó đi Thầy. Để rồi những ai mà làm lỗi lầm đến với Thầy thì họ sẽ nhận lại hết với những cái gì mà họ đã xúc phạm đến với Thầy. Còn bây giờ thì chúng con hướng về Thầy và cũng có thể là Biển Xanh cũng ủng hộ cho Thầy trong công việc kế tiếp này. Nhưng mà Biển Xanh không có nói trước. Khi nào mà mình đạt rồi, mình làm rồi thì tự động cộng đồng biết, mình không có cần phải nói. Nhưng mà Biển Xanh cảm thấy là Biển Xanh có thể là Biển Xanh muốn chung tay một chút xíu vào trong cái ngôi chùa nho nhỏ này. Vì cái ngôi chùa nho nhỏ này nó có một cái mà duyên đến với Biển Xanh là 20 đứa trẻ mồ côi rất là thấy thương, cùng chung nhau kéo đồ, bưng mì, kéo gạo rồi xuống dưới nhà. Thấy rất là thấy cưng quý vị, thấy rất là thấy cưng. Thì Biển Xanh sẽ liên lạc với một người bạn ở bên kênh của Người Dân 24 ở Việt Nam. Thì Biển Xanh sẽ nhờ em ấy thay thế Biển Xanh đi đến chùa. Thì Biển Xanh sẽ nhờ Người Dân 24 ủng hộ đi đến đó để rồi làm giùm cho Biển Xanh một cái gì đó trong cái ngôi chùa đó. Rồi, cái video nhỏ nhỏ này gửi đến với quý vị, cảm ơn rất nhiều với sự yêu thương của quý ông bà cô chú. Xin hãy ủng hộ kênh và đăng ký kênh cho Biển Xanh. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.